trong cuộc đời mỗi người rốt cuộc có bao nhiêu tiền tài. Theo cuốn Luận Phú Mệnh, tiên sinh Từ Lạc Ngô có giải thích vì sao số mệnh bản thân không thể giàu có, cũng phân tích một số trường hợp khác như có người sinh ra đã giàu nước đố đổ vách, về sau vẫn gìn giữ được. Có người trước nghèo sau giàu, có người trước giàu sau nghèo. Mỗi người một trường hợp đều liệt kê giải thích. Câu chuyện dưới đây sẽ minh chứng một điều rằng, nếu như phúc phận của một người vượt quá những gì họ xứng đáng được hưởng, ông trời sẽ rút ngắn tuổi thọ của họ. Mỗi người đều có một túi tiền phúc phận, phúc cạn thì mệnh suy. Vào những năm Đại Quang thời Tống Huy Tông, trong đám sĩ tử quê ở Túc Châu, nay là huyện Túc, tỉnh An Huy, có hai huynh đệ họ Tiền đang ở Thái Học Viện tại Kinh Thành. Lúc đó vào giữa mùa xuân, vì đang trong thời gian đợi ứng thí, hai huynh đệ liền nhân lúc nhàn rỗi đến Ngọc Tân Viên du ngoạn. Khi đến đó, hai huynh đệ gặp ba vị đạo sĩ, dung mạo ba người này đều tráng cao mày rộng, ăn nói thanh tao, nho nhã, khiến mọi người rất thích nghe. Hai huynh đệ thấy vậy, bèn đi đến lễ phép chào hỏi. Trò chuyện được một lúc thì họ cáo từ, trước khi đi còn nói rằng chúng ta có một ít rượu ngon muốn mời hai vị dùng, nhưng hôm nay trời đã tối, chính ngọ ngày mai nếu có thể tương ngộ tại đây sẽ đem ra mời hai vị. Nhưng nếu hai vị đến muộn thì không gặp được chúng ta nữa. Hai huynh đệ họ Tiền liền lập tức đồng ý. Lúc này có một tiểu đạo sĩ trong số ba người vừa cười vừa nói, nếu hai người đến muộn có thể đào đất lên tìm ta. Hai huynh đệ nghĩ rằng đạo sĩ đang trêu đùa, bèn cười lớn và chào tạm biệt. Ngày hôm sau, do hai huynh đệ họ Tiền bận việc khác nên đến tối mới thu xếp được thời gian quay lại nơi gặp gỡ các vị đạo sĩ, thì không còn thấy ai ở đó nữa, chỉ thấy thức ăn vương vãi khắp nơi. Hai người cảm thấy vô cùng thất vọng. Người em liền nói, chẳng lẽ họ là các vị tiên nhân? Sau đó liền mượn một chiếc sọt và xẻng, rồi thử đào đất. Đào được khoảng một thước, thì thấy một chiếc hộp bằng đá. Mở chiếc hộp ra, liền thấy bức chân dung của ba vị đạo sĩ, ăn mặc chỉnh tề, giống hệt những gì họ thấy hôm trước. Ngoài ra, còn một cuốn sách phương thuật trình bày phương pháp luyện thủy ngân thành bạch kim. Người em nói rằng, đại ca cầm cuốn sách này đi, đệ nguyện lấy bức chân dung này mang về hương khói thờ cúng. Người anh liền vui vẻ đồng ý. Sau khi kỳ thi kết thúc, người em thi đậu, còn người anh thì về nhà ở Túc Châu kiểm nghiệm phương pháp trong cuốn sách. Kỳ diệu là phương pháp nào cũng thành công. Vì vậy chỉ trong vài năm, người anh đã mua được ruộng mấy vạn mẫu, trở thành phú ông. Một ngày nọ, người anh đang ngồi nghỉ ngơi trong phòng thì người hầu vào bẩm báo, nói rằng bên ngoài có ba vị đạo sĩ đến thăm. Sau khi gặp gỡ, một vị đạo sĩ đứng dậy nói, cậu còn nhớ cuộc gặp gỡ tại Ngọc Tân Viên trước đây không? Cậu có được bí thuật của tiên nhân chúng ta, nhưng không dùng tiền tài đi giúp đỡ người nghèo, lại tham lam vô độ, hưởng thụ một mình. Phúc phận đó vượt quá những gì cậu đáng được nhận. Ông trời sẽ giảm tuổi thọ của cậu. Từ hôm nay trở đi, phải ra sức sửa sai, thì còn có thể kéo dài 3 năm. Nếu không làm như vậy, sớm muộn cũng sẽ phải chết. Chúng ta cũng là do tiết lộ thiên cơ mà bị giáng làm người phàm, tương lai sẽ đến làm chủ ở nhà cậu. Sau khi đạo sĩ rời đi, người anh cảm thấy vô cùng hối hận, liền lập tức đốt cuốn tiên thuật, phá bỏ lò luyện thủy ngân, đóng cửa dẹp tiệm, không buôn bán nữa. Ngày thứ hai, tiểu đạo sĩ lại đến, người anh còn chưa kịp mời ngồi đã nghe tin tỳ thiếp sinh hạ đứa con, liền lập tức vào xem, thì ra là một bé trai. Khi quay trở lại để tiếp khách thì không thấy bóng dáng tiểu đạo sĩ đâu nữa. Hỏi nô bộc trong nhà
thì đều không biết tung tích. Quả nhiên, chỉ chưa đầy 3 năm, người anh họ Tiền qua đời. Mỗi người sinh ra đều có một túi tiền. Người phúc lớn thì túi tiền lớn, người phúc nhỏ hơn thì túi tiền vừa phải, đủ để sống một cuộc sống bình thường. Còn người có phúc phận ngặt nghèo thì có lẽ túi tiền là rất nhỏ, sẽ phải lê lắc sống qua ngày. Nói đến đây, ăn có người thắc mắc, có người ta chẳng phải đều phải bỏ công sức lao động mới đạt được hay sao? Nếu nói rằng sinh ra đã có một túi tiền phúc phận, vậy thì sao còn cần phải lao động, cần phải nỗ lực cố gắng làm gì? Người ta cứ ngồi một chỗ mà hưởng cái phúc phận của mình, chẳng phải sẽ nhàn hạ hơn sao? Nhưng quy luật của trời đất chính là nước chảy thì bèo mới trôi, gió lay thì cây mới động. Con người phải có lao động, phải có sinh hoạt, xã hội cũng phải vận hành. Đó mới là trật tự, là sinh mệnh cao cấp an bài cho con người. Người ta mặc dù phải lao động, phải làm các việc khác nhau, nhưng kết quả như thế nào lại được quyết định bởi phúc phận họ mang theo bên mình. Đó là lý do vì sao có người tài giỏi như thế, đa mưu túc trí như thế, nhưng làm ăn lại thua lỗ thất bát. Và cùng làm công việc ấy, nhưng vì sao có người chẳng cần tính toán lại liên tục phát lộc phát tài? Ấy là bởi phúc phận của họ khác nhau. Đương nhiên, có một số người sinh ra trong nhung lụa, vừa chào đời đã thuộc tầng lớp thượng lưu. Những người này thực sự có mệnh cát tường. Điều này từ trong bát tự có thể nhìn ra được. Nhưng số người này rất ít, họ đều là từ kiếp trước hoặc rất nhiều kiếp trước tu thành được phúc đức lớn, đưa đến kiếp này chuyển đổi thành tỷ phú hay thân phận vương giả. Toàn bộ xã hội, các ngành các nghề đều đã được sinh mệnh cao cấp an bài. Người người đều trong số mệnh của mình mà sống, làm việc trong một giai tầng nhất định. Đó là phúc phận từ kiếp trước hoặc nhiều kiếp trước của mỗi người tạo nên. Cho nên nếu có người nóng lòng muốn cải mệnh từ tầng lớp bậc trung lại muốn trở thành tỷ phú, họ có thể thông qua các thủ đoạn bất chính, ví như hối lộ, tham ô, buôn gian bán lận. Họ cũng có thể làm được điều ấy. Nhưng vì trong mệnh của họ không có phúc đức lớn nhường ấy, cho nên họ chỉ tạm thời đạt được, cuối cùng rồi cũng phải mất đi. Rất có thể sau này sẽ phải khuynh gia bại sản, mắc bệnh, gặp nạn, hoặc phải dùng tính mạng mà hoàn trả lại. Bởi phép tắc của vũ trụ, lực lượng của vũ trụ sẽ cân bằng tất cả.